không đi xa một mình. Chơi trò chơi và nhận những phần quà hấp dẫn. Rất nhiều phần quà đang chờ bạn đến mang về. Đó là đồ chơi yêu thích của mình. Mình sẽ chơi thử. Lại có một đứa trẻ bị mất tích sao? Đây là đứa trẻ thứ 3 rồi. Thật tệ. Có đầu mối mới. Tất cả những đứa trẻ mất tích đều đã từng chơi trò chơi này. Chắc chắn trò chơi này có vấn đề. Chúng ta phải mau chóng đi kiểm tra. Chơi trò chơi và nhận những phần quà hấp dẫn. Rất nhiều phần quà đang chờ bạn đến mang về. Để tôi thử xem. Bắt đầu. Hi a hi a a không, tôi không thể theo kịp nó. Để tôi thử xem. Nó càng ngày càng nhanh. Tôi không theo kịp được. Cẩn thận, để tôi làm nốt cho. Hoàn hảo. Như vậy cũng được sao? Chúc mừng bạn, bạn đã phá kỷ lục của chúng tôi. Hãy đi theo hướng mũi tên để nhận phần thưởng đặc biệt nhé. Đi nào, nhanh lên đi. Rồi đó. Quá dễ dàng để giành được một phần thưởng lớn như vậy. Đây chắc chắn là một cái bẫy. Tôi có ý này. Dobby, đi nào. Hướng này. Sao trao giải thưởng lại phải đi đến một nơi xa vắng như thế này nhỉ? Một con mồi nữa đang tới. Ở đây chẳng có ai cả. Có ai đó cố tình dẫn dắt bọn trẻ đến nơi xa và vắng người để nhận phần thưởng từ trò chơi đó. Kẻ đó chắc chắn chỉ ở gần đây thôi, hãy cẩn thận. Wow, có thật là nhiều quà. Đi với cô nào. Ta chờ ngươi nãy giờ rồi đấy. Hả, là cảnh sát ư? Ngươi chính là kẻ đã bắt cóc trẻ con gần đây. Ngươi đã bị bắt. Hả, bắt ta đi xem nào. Cô ta đi đâu mất rồi? Các ngươi sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Đứng lại. Ngươi không chạy được đâu. Thấy chưa? Nhận lấy đi.
Hồi quá. Có vẻ bom thối này dùng tốt đấy. Thưởng thức xem đi. Đúng là dùng rất tốt. Bắt lấy. Thối quá. Những đứa trẻ mất tích đều ở đây cả. Các cháu đã an toàn rồi. Đừng bao giờ đi một mình đến những nơi xa vắng nữa nhé. Bọn cháu không dám nữa đâu à. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được đi đến nơi xa vắng một mình. Có rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng ở những nơi như thế. Và bởi vì ở nơi đó rất vắng người, nên nếu như người xấu có ý muốn hãm hại bạn, rất khó để các bạn có thể được giúp đỡ. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Cẩn thận với phần mềm đổi mặt AI. Chào cậu. Chào Hà Mã nhỏ. Thỏ con, ra công viên chơi đi. Được, tớ sẽ ra đó ngay. Mẹ ơi, Hà Mã nhỏ và con sẽ chơi ở công viên ạ. Đừng về muộn con nhé. Tôi đến rồi đây. Hà Mã nhỏ, cậu đâu rồi? Tớ ở đây. Chào cậu, thỏ con. Cô không phải là Hà Mã nhỏ. Tớ là Hà Mã nhỏ mà. Cô là ai ạ? Tớ có thể là bất cứ ai trên đời này. Tớ cũng có thể là thỏ con nữa. Cô là người xấu. Đi với ta nào. Hà Mã nhỏ. Cháu chào cô ạ. Thỏ con có nhà không cô? Không phải cháu vừa gọi video rủ thỏ con ra công viên chơi à? Dạ. Cháu có gọi cho bạn ấy đâu ạ? Gì cơ? Cảnh sát trưởng Labrador, đã có người nào đó giả mạo Hà Mã nhỏ để lừa con gái tôi đến công viên rồi. Chắc có kẻ xấu bắt bạn ấy đi rồi. Có vẻ như đây lại là một vụ án liên quan đến phần mềm AI đổi mặt. Thỏ con đang gặp nguy hiểm, chúng ta mau đến công viên thôi. Chia nhau ra ở đây. Được. Xin lỗi, anh có thấy thỏ con ở gần không? Cảm ơn ạ. Ôi không, cảnh sát ở đây rồi. Cháu muốn về nhà cơ. Đừng có nói gì hết. Thỏ con. Thỏ con. Con ở đâu? Không ai thấy mình, không ai thấy mình hết. Tai thỏ ư? Dừng lại. Này. Thỏ con. Cảnh sát trưởng Labrador. Mẹ ơi. Mẹ rất lo cho con đấy. Suýt nữa thì thành công. Đứng lại ngay. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương đâu. Là bom khói. Cô ta đi đâu rồi? Vào trong siêu thị rồi. Đi nào. Làm sao tìm được cô ta bây giờ? Dobby, hãy canh ở cửa. Papillon, chúng ta cần thiết bị phát hiện ra cô ta. Đã rõ. Giờ là lúc sử dụng phát minh mới nhất của tôi,
Camera bay. Hả? Đã vào vị trí. Tốt, giờ là lúc chờ cho Linh Dương xuất hiện. Ôi không, camera giám sát. Phải trốn ngay. Ấy. À, còn cái nữa. Đứng lại ngay. Hả? Sao lại có đến hai Dobby thế kia? Mau phóng to ra. Không, Dobby kia là giả. Kia là Linh Dương đang dùng phần mềm AI giả dạng làm Dobby. Đi nào. Đứng lại. Cô ta đi đâu rồi? Xem đây. Tôi không thấy gì cả. Cô không thoát được đâu. Giả dạng tôi sao? Cô đã bị bắt. Nhiệm vụ thất bại rồi. Cảnh sát thông minh hơn ta tưởng. Giờ là thời điểm của ngươi. Tuân lệnh. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, người xấu có thể dùng phần mềm AI để giả dạng gia đình hoặc người thân quen của các bạn khi gọi điện bằng hình ảnh. Chúng ta cần phải có mã bí mật riêng dành cho gia đình và bạn bè để có thể nhận ra nhau khi cần thiết. Và phải luôn cảnh giác với những cuộc gọi. Cuộc gọi từ người lạ. Con yêu, mẹ phải đi chợ bây giờ. Đừng mở cửa cho bất cứ ai nhé. Và không trả lời điện thoại nếu con không biết số đó của ai. Vâng ạ. Tạm biệt. Ờ, ai gọi nhỉ? Mình không biết số này. Mình không nên trả lời. Ờ, nếu đây là trường hợp khẩn cấp thì sao? Xin chào, đây là cừu con. Là một đứa trẻ. Xin chào cừu nhỏ. Ba mẹ cháu có nhà không? Họ ra ngoài rồi ạ. Họ không có nhà. Tuyệt lắm. Ông là ai ạ? Ta là bác gấu, một người bạn của ba mẹ cháu. Cháu không nhớ ta. Bác gấu ạ? Đúng vậy, bác cùng một bánh cho cháu đây. Wow, bánh ngọt. Có thể gửi bác ở ngoài không? Bác sẽ đến ngay. Vâng ạ, được ạ, cháu đến ngay. Bác gấu. Cháu đây rồi, đi với bác nào. Con yêu, con đang ở đâu? Con ơi. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, con của tôi cừu nhỏ đã mất tích rồi, là bắt giúp tôi. Sao cơ, chúng tôi sẽ đến ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, con gái tôi đang chơi với đất sét ở ngay đây. Nhưng con tôi đã biến mất khi tôi quay trở về. Đừng lo, để đó cho chúng tôi. Tất cả cửa sổ đều khóa từ bên trong. Và căn phòng không có gì xáo trộn. Hả? Có đất sét trên điện thoại, có vẻ như cừu nhỏ đã trả lời điện thoại. Babylon, kiểm tra số này. Đã rõ. Hey. Ôi không, là một cuộc gọi lừa đảo. Hả? Có lẽ cừu nhỏ đã bị lừa bởi cuộc điện thoại này.
Pavilion, vị trí của số này ở đâu? Đây rồi, căn hộ cầu vồng. Đi thôi. Người xấu đang trốn ở đâu nhỉ? Xin chào, bánh pizza của bạn sắp đến rồi. Giao bánh pizza, tôi có ý này. Hơi đói quá. Có chuyện gì vậy? Xin chúc mừng, bạn đã được một phiếu pizza miễn phí. Miễn phí ư? Pizza? Đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Nếu bạn không muốn, chiếc bánh pizza thơm ngon này sẽ thuộc về một người may mắn tiếp theo. Tôi sẽ lấy nó. Hả? Vòng 602 tại trung cung cầu vồng. Làm ơn nhanh lên. Pavilion, đã sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng rồi. Bánh pizza siêu dính. Anh ta sẽ mắc kẹt ngay lập tức. Wow. Ở đây rồi. Pizza giao hàng tận nơi đây. Tôi đến đây. Wow, pizza của tôi. Tôi đến đây. Pizza của tôi. Của tôi. Này, đó là pizza của tôi đấy. Đưa của đây. Tôi. Của tôi. Đưa đây của tôi. Của tôi chứ. Của tôi chứ. Buông ra. Dừng lại. Này, cảnh sát, chạy rồi, đứng lại, này, đứng lại, đứng lại, cái gì vậy, dừng lại. Đứng lại ngay. Di chuyển đi. Dobby, dừng lại. Người không bắt được ta đâu. Không thể nhảy quá sao? Tạm biệt nhá. Dừng lại ngay. Dobby, Pavilion, sử dụng bệ phóng siêu cấp. Bệ phóng siêu cấp. Di chuyển. Bay nào Dobby. Bay. Người vẫn chưa ăn bánh pizza. Không ai có thể chạy thoát khỏi tôi. Cừu nhỏ, cháu đã an toàn rồi. Bọn chú đã bắt được kẻ xấu. Cháu sẽ không bao giờ nhận cuộc gọi từ người lạ nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu nhận được điện thoại từ người lạ, đừng bắt máy mà hãy nói với ba mẹ. Nếu bạn trả lời cuộc gọi từ người lạ, đừng bao giờ nói với họ rằng bạn đang ở một mình. Và đừng nói bất cứ điều gì về bạn. Những người xấu có thể lừa bạn đó. Hãy nhớ điều này. Không được cho đầu vào hàng rào. Nhanh lên nào ba ơi. Kem ngon, kem ngon. Được rồi, đứng ở đây chờ ba quay lại nhá. Vâng. Là tàu hỏa nhỏ. Chúng ta mau đến đó xem đi. Các con đâu rồi? Các con ơi! Lừa ba, có chuyện gì vậy? Các con của tôi mất tích rồi, chúng vừa đứng ở đây một phút trước mà. Đừng lo, chúng ta bắt đầu tìm ở quanh đây trước.
Hả? Tôi tìm ra dấu chân của bọn nhỏ. Và dấu chân dừng lại ở đây. Hàng rào ở đây đã bị mất. Có vẻ như nó bị kéo đi mất. Dấu vết của hàng rào và dấu chân của bọn trẻ đều ở gần đường dây rồi biến mất. Ôi không, bọn trẻ bị kẹt ở trên tàu rồi. Đi nào. Ôi không, nó đang đi vào đường hầm. Đúng rồi, giữ chặt nhé. Đi nào. Wow, khủng long bay à. Cẩn thận đấy. Chúng ta đang đi ra ngoài rồi. Hãy bắt lấy hàng rào. Đi nào. Thật là một ngày tồi tệ. Ở đằng kia, nhanh nào. Đừng lo, bọn chúng sẽ cứu cháu ra. Nhanh lên nào, Dobby. Sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không được cho đầu vào giữa thanh chắn của hàng rào vì tò mò hoặc vui đùa. Các bạn có thể bị thương hoặc gặp nguy hiểm khi bị kẹt. Nếu chẳng may bị kẹt, đừng cố tự kéo mình ra. Hãy nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ người lớn. Hãy nhớ điều này nhé. Chúng ta đâu bây giờ nhỉ? À, ở đây. Sẵn sàng chưa? Tớ tìm nha. Thấy cậu rồi nha. Tớ cũng thấy cậu rồi. Tớ đến tìm cậu đây, thỏ con. Thấy rồi. Thỏ con, cậu bị làm sao thế? Có chuyện rồi. Các cháu sao vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, có một cái anti đã đằng kia kìa. Nó đã cắn thỏ con rồi. Để cô xem nào. Trông có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi sẽ đưa cô bé đến bệnh viện trước. Vậy ra là có cây ăn thịt thật hả? Dobby, chúng ta mau đi kiểm tra xem. Đợi tôi với.
Giờ không có gì có thể cắn tôi được nữa. Hãy qua bên kia kiểm tra thêm. Đã rõ. Nó đâu nhỉ? Tìm thấy rồi. Đây là vòi tưới cây. Dobby, có chuyện gì vậy? Không có cây ăn thịt nào cả. Cây ăn thịt kìa. Thấy trang bị của ta chưa? Ta không hề sợ ngươi đâu. Đây là một cây huyết dụ khổng lồ. Đừng chạm vào nó, có độc đấy. Cái gì? Có độc. Đau quá. Hãy dùng giỏ này. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Au. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Nhanh nào. Hơi. Cuối cùng cũng bắt được. Làm sao mà nó lại có thể đào lỗ rồi tẩu thoát được nhỉ? Nhìn này, ở đây có dấu chân của anh cầy mắp mót. Có chuyện gì vậy nhỉ? Để tôi kiểm tra xem. Tìm thấy rồi, ở đằng kia. Anh cầy mắp mót, đừng động vào cái cây đó. Mình sẽ mang cây hoa xinh đẹp này về trồng. Chúng ta cần phải ngăn anh ấy lại. Sao ngứa thế nhỉ? Sao vậy nhỉ? Ôi không, cẩn thận đấy. Ôi mình không thể chịu nổi được nữa. Có người đi bộ qua đường. 1, 2, 3. Móng vuốt bay, phóng. Cẩn thận. Ôi không. Cẩn thận, đừng chạm vào nó. Anh kể mắt mốt. Nhanh lên, đưa anh ấy đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, có rất nhiều loài cây, cỏ dại, nấm ở tự nhiên. Có một số loại có gai và một số loại là loại có độc. Vì thế, tốt nhất là không nên chạm vào chúng. Nếu chạm phải các loại thực vật có độc sẽ làm các bạn bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ điều này nhé. An toàn khi đi cửa xây. Gần đây trong siêu thị phát hiện ra rất nhiều vụ mất trộm. Chúng ta cần tìm và bắt được tên trộm này. Đã rõ. Xe của cháu. Ấy, cẩn thận. Không.
Cháu cần phải cẩn thận khi đi qua cửa xoay nhé. Nếu không cháu có thể bị thương đấy. Con yêu à, sao con lại lên được tận đây khi ba vừa quay đi cơ chứ? Anh bò này, rất nguy hiểm cho trẻ con chơi một mình ở gần cửa xoay đấy. Được rồi, tôi đã nhớ rồi. Đây, xe của cháu đây. Cháu cảm ơn chú. Được rồi, hẹn gặp lại các chú sau. May mà con không bị thương là lỗi của ba đấy. Ba không chú ý đến con để ba mua cho con quả bóng bay khác nhá. Ví của tôi đâu? Ôi không, tôi mất ví rồi. Bóng bay. Ví của bà đâu rồi? Bà ơi, cháu muốn có một quả bóng bay ạ. Bà bị mất ví rồi. Có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, ai đó lấy trộm ví của tôi rồi. Cả của tôi nữa. Cái gì cơ? Tên trộm quay lại rồi à? Chúng ta phải đi tìm kẻ trộm ngay. Đã rõ. Anh kia trông thật là khả nghi. Chắc là anh ta rồi. Xem ba mua được gì cho con này. Báo cáo sếp, tôi chả thấy kẻ khả nghi nào cả. Có khi nào tên trộm đã rời khỏi đây rồi không? Tôi thì có cảm giác anh trộm có gì đó mờ ám. Ở đây rộng quá. Lấy được rồi. Ví của tôi nó mất rồi. Tôi không thấy ví nữa. Đi nào. Anh vừa lấy trộm ví của anh ngựa đúng không? Là cảnh sát à? Tôi cũng không tìm thấy ví của mình. Là anh đã lấy ví của tôi phải không? Không, không phải tôi. Đây là ví của tôi mà. Đúng vậy, đây là ví của bác Lạc Đà. Đó. Cảnh sát trưởng Labrador, có chuyện gì vậy ạ? Dây giày của anh, nó bị tuột kìa. Đây là ví của tôi mà. Ôi không, tôi bị bắt quả tang rồi. Anh chính là kẻ trộm. Phải chạy rồi. Đứng lại ngay. Còn lâu mới bắt được ta nha. Hồi quá. Chạy ra. Tại sao lại vào trong rồi? Ngươi không thoát được đâu. Nhanh lên, hắn đi vào trong cửa hàng quần áo rồi. Ở đằng này. Lạ thật, hắn đi đâu được nhỉ? Hãy kiểm tra phòng thử đồ xem. Không có ai ở đây. Cảnh sát, tôi đã làm gì sai ạ? Xin lỗi. Chúng tôi nhận nhầm người. Phòng cuối rồi. Hắn chắc chắn ở trong này. Anh làm cái gì đấy? Làm tôi rất hết cả mình. Xin lỗi. Tên trồn đâu nhỉ? Ôi không, đây là quần áo của tên trồn đó mà. Cái gì cơ? Cô gái vừa rồi là... Là tên trộm cải trang. Hãy bắt hắn lại. Hắn kia rồi. Phát hiện rồi. Nhanh nào. Dừng lại, làm vậy nguy hiểm lắm. Ta không nghe lời người đâu nha. Đuôi của tôi đau quá. Ừ.
Anh sợ quá đi. Anh đã bị bắt vì tội ăn trộm. Anh sẽ đi cùng chúng tôi về đồn. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn luôn phải đi sát cạnh ba mẹ khi đi qua cửa xoay. Hãy giữ đúng chiều xoay của cửa, không được đẩy hoặc cố chen vào. Không được tự ý đùa nghịch với cửa xoay, bạn sẽ có thể bị thương. Khi gặp trường hợp khẩn cấp, hãy ấn ngay vào nút dừng khẩn cấp ở gần cửa. Hãy nhớ những điều này nhé. Không vào xe người lạ. Wow. Nào. Quá. Ý. Wow, bánh to thật đấy. Này cháu, chú còn nhiều bánh nữa ở trong xe. Cháu có muốn vào xe ăn thử không? Wow. Vâng ạ. Cháu cảm ơn. La 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 la. Ê, này cháu, cháu chỉ giúp chú đường đến công viên được không? Được ạ. Này cháu, mẹ cháu nhờ chú đón cháu về nhà đấy. Nhưng mà cháu không quen chú ạ. Theo thông tin mới ghi nhận, có ai đó đã liên tục bắt cóc trẻ con và bỏ trốn. Ôi không, chúng ta phải nhanh chóng tìm xem là ai gây ra chuyện này. Tôi sẽ thử tuần tra bằng trực thăng xem sao. Đợi đã. Tôi có ý này. Thỏ bông của cháu. Một chiếc xe đáng ngờ. Mọi người vào vị trí. Này cháu ơi, đừng khóc nữa. Để chú mua cho cháu con gấu bông mới nhá. Đây, cháu có thích không? Vâng, có ạ. Liệu đây có phải là tên bắt cóc không? Hắn ta bị lừa rồi. Chúng ta mau đuổi theo. Hãy ở bên cạnh chúng cho đến khi chúng tôi tới đó nhé. Đã rõ. Các cháu đừng sợ, cô sẽ đưa các cháu ra khỏi đây. Hôm nay thật là bội thu. Cảnh sát được. Dừng xe lại. Dừng xe lại đây. Ngươi không bắt được ta đâu. Hắn ta thoát rồi. Đừng lo, tôi đã có định vị của Papillon đây rồi. Tìm thấy hắn rồi, ở đây này. Ngay trước mắt chúng ta luôn. Ô không, chuyện gì vậy nhỉ? Dừng xe lại đây. Đừng để ta bắt được ngươi. Xuống xe ngay. Không còn nơi nào để chạy nữa đâu. Các người nghĩ là các người bắt được ta sao? Cẩn thận đấy. Chào nha. Đằng kia có một con thuyền, chúng ta mau đuổi theo. Lại là người à? Chẳng sao đâu ta.
Dobby, nhanh hơn. Hả? Tôi mệt lắm rồi. Papillon, bắt đầu kế hoạch B. Papillon luôn có cách. Mẹ có tìm cách khác. Hôi quá. Mình không thể chịu nổi nữa. Đứng lại đó. Ôi không. Không ai có thể chạy thoát khỏi ta đâu. Babylon. Cảnh sát trở lại đâu? Đừng sợ, các cháu an toàn rồi. Bọn cháu không dám vào xe người lạ nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được vào xe người lạ. Kể cả khi người lạ tặng các bạn đồ chơi hoặc đồ ăn, hoặc họ nói là bạn bè của ba mẹ bạn, các bạn không được đồng ý. Nếu người lạ ép buộc các bạn vào xe của họ, hãy gọi to tìm sự trợ giúp nhé. Hãy luôn nhớ những điều này. Cuộc gọi nguy hiểm. Wow. Cái kem của tôi. Gấu nâu tẩu thoát. Hãy gọi cảnh sát ngay nếu bạn nhìn thấy hắn. Hả? Cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu đã nhìn thấy tên gấu nâu đào tẩu đây. Cái gì? Hắn ở đâu? Hắn đang trốn ở số 10 đường Hoa Hồng á. Hãy trốn và giữ an toàn cho bản thân. Bọn chú sẽ đến ngay. Ở đây toàn là bụi thôi và không hề có dấu chân nào cả. Nơi này đã không được sử dụng rất lâu rồi. Vậy có nghĩa là cảnh sát trưởng Labrador, gấu nâu đang đuổi theo cháu. Cháu đang trốn ở ngay dưới tổ ong. Thấy hắn rồi. Đây không phải là gấu đâu, đây là gấu đen mà. Có chuyện gì vậy cảnh cảnh sát? Tôi tới đây để mua một ít mật ong. Vui quá đi mất. Mình sẽ gọi điện cho các chú cảnh sát lần nữa về gấu nâu. Xem xét kỹ những cuộc gọi báo giả này thì có vẻ như cáo nhỏ đã trêu đùa chúng ta. Hả? Cái gì? Cáo nhỏ? Báo ghi giả? Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, tên gấu nâu đã bắt cóc cháu rồi. Nói dối? Cháu lại nói dối. Thì lại đến cứu cháu với. Cháu không nói dối đâu. Cháu có biết gọi điện báo giả cho cảnh sát là vi phạm luật không?
Đợi đã, tôi nghĩ cáo nhỏ không nói dối lần này đâu. Hả? Hãy nghe tiếng vang và tiếng động cơ này đi. Cậu bé đang bị nhốt trong một chiếc xe. Gấu nâu. Ta Papra, ta là gấu nâu. Mọi người đều sợ ta. Mau đuổi theo hắn. Gấu nâu, mau dừng xe lại. Mau dừng lại. Có, cảnh sát à. Thật là phiền phức. Hãy xem ta đây. Không, bọn chúng ở ngay sau lưng mình. Phải chạy thôi. Đứng lại đó. Ngươi sẽ không chạy thoát được đâu. Cháu sợ quá. Không sao, cháu an toàn rồi. Nhưng hãy nhớ, cháu không được gọi điện báo nguy giả cho cảnh sát để trêu đùa. Cháu xin lỗi ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Gọi điện báo nguy giả cho cảnh sát là vi phạm pháp luật. Nó sẽ làm cho cảnh sát đến sai nơi cần đến. Vì thế, những người gặp nguy hiểm sẽ không nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Các bạn nhỏ, chỉ được gọi cảnh sát khi các bạn gặp nguy hiểm thật sự. Không bao giờ được trêu đùa cảnh sát đâu nhé. Đám cháy ở nhà vịt. Xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrador. Cứu với cảnh sát trưởng. Tôi là bà vịt đây. Nhà chúng tôi đang bị cháy. Quát. Xin đừng lo, tôi sẽ gọi xe chữa cháy trước và chúng tôi sẽ tới ngay. Quát! Này cảnh sát trưởng Labrador, cháu trai đáng thương của tôi bị cháy rụng mất cả đuôi rồi. Xin hãy giúp chúng tôi. Các anh phải bắt bằng được kẻ đã phóng hỏa. Ý bà là có người đã cố ý gây ra cháy sao? Dĩ nhiên rồi cảnh sát trưởng. Anh biết không, lần trước chính ngựa vằn phơi mấy đôi tất thối của cậu ấy trên lò sưởi mới gây ra cháy. Đúng thế, chắc chắn lần này cũng do ngựa vằn gây ra. Tôi suýt nữa thì bị nước chín đấy. Không phải tôi. Tôi thề đấy, tôi đã không làm như thế lâu lắm rồi. Đây, mọi người nhìn đi. Tất cả tất của tôi ở đây. Đừng lo, chúng tôi sẽ tìm ra sự thật. Dobby, chúng ta đi kiểm tra nhà ngựa vằn nào. Đã rõ. Hồi quá. Chỉ có chiếc võng bị cháy thôi, chứng tỏ đây không phải là nơi phát sinh vụ cháy. Chúng ta kiểm tra nhà ếch nào.
Báo cáo, thứ duy nhất bị cháy ở nhà ếch là tấm rèm cửa ạ. Vậy có nghĩa không phải là ngựa vằn và ếch gây ra vụ cháy này. Vậy chỉ còn nhà vịt nữa thôi. Trong nhà này bị cháy nặng nhất. Đây chắc chắn là nơi vụ hỏa hoạn xảy ra. Có vẻ như tôi đã tìm ra bằng chứng. Tôi đoán câu trả lời nằm dưới gầm giường. Đã đến lúc tôi thể hiện rồi đây. Nó đây rồi. Đồ chơi của cháu. Hóa ra chính bé vịt đã là người gây ra vụ cháy này. Sao lại như thế được? Này bé vịt, lúc nãy cháu đã chơi với đồ chơi này như thế nào? Lúc nãy cháu chơi như này này. Trời đất ơi, hóa ra là như vậy ư? Ôi trời, không thể tin được. Bé vịt, đây là một chiếc bật lửa, nó không phải đồ chơi đâu. Lửa rất nguy hiểm, cháu không bao giờ được chơi với nó đâu nhé. Cháu xin lỗi, cháu sẽ không bao giờ chơi với lửa nữa. Nếu cháu còn chơi với lửa, cháu sẽ thành con vịt quay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, tuyệt đối không được chơi với lửa. Lửa rất nguy hiểm. Các vị phụ huynh, những vật dụng nguy hiểm như bật lửa và diêm luôn phải được đặt xa tầm tay của trẻ em. Và nếu phát hiện ra đám cháy, hãy nhanh chóng gọi tới số 114 để được trợ giúp ngay nhé. Không được chơi ở bãi đỗ xe. Em tìm thấy anh rồi. Giờ tới lượt em. Em liệu mà trốn kỹ vào nhá. Anh ơi. Gà con. Gà con, em ở đâu? Gà con! Gà con ơi! Này cháu, sao cháu lại ở đây thế này? Chơi ở bãi đỗ xe nguy hiểm lắm. Cảnh sát trưởng Labrado, cháu và cháu chơi trốn tìm ở đây. Giờ thì em cháu mất tích rồi. Cái gì cơ? Các cháu chơi trốn tìm ở bãi đỗ xe à? Như vậy rất nguy hiểm đấy. Hãy giúp cháu tìm em trai cháu với à? Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Gà anh này, cháu với em chơi trốn tìm ở tầng này à? Vâng ạ. Vậy chúng ta cần phải tìm kiếm từng góc của tầng này mới được. Rõ. Gà con, gà con ơi. Gà con. Gà con chắc hẳn là ở gần đây thôi.
chúng ta có thể tìm ra cậu bé bằng cách đi theo những viên kẹo dẻo này. Chỗ kẹo dẻo này dừng ở đây. Vậy có nghĩa là gà con đã đi thang máy rồi. Hả? Ở đây rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải tìm ra cậu bé càng sớm càng tốt. Tầng 2. Gà con! Xin lỗi, chị có thấy một bé gà cao bằng tầm này không? Cháu không thấy. Gà con! Dobby, cậu tìm được gì không? Không thấy. Em trai của cháu. Anh ơi, anh ở đâu? Anh ơi. Hả? Là gà con. Anh ơi. Tiếng ở tầng trên. Chúng ta đi nào. Gà con. Cẩn thận. Nhỏ, không bao giờ được chơi ở bãi đỗ xe. Vì các bạn có thể quá thấp nên nằm trong điểm mù của các lái xe. Vì thế, lái xe có thể không nhìn thấy các bạn. Và có rất nhiều đường khác nhau trong bãi đỗ xe. Các tài xế không phải lúc nào cũng phản ứng kịp thời. Vì vậy, có thể xảy ra tai nạn. Ngoài ra, hãy luôn cảnh giác với các xe đang đỗ hoặc dừng vì chúng có thể đột ngột di chuyển. Hãy luôn nhớ phải cẩn thận khi ở bãi đỗ xe và không được chơi đùa ở đây. An toàn là trên hết. Bao! Pháo hoa rơi. Ôi không, mình phải đi vệ sinh ngay. Chị có bo má. Vâng, và cháu còn bị bỏng đây này. Chú tìm ai làm chuyện này đi ạ. Đừng lo, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Đi nào. Thấy dấu vết nào của bom ở đây cả. Cái gì kia? Đây là pháo hoa mà. Pháo hoa chắc chắn bị ném qua ô cửa thông gió ở trên kia. Nhưng cửa thông gió ở vị trí khá cao. Ai có thể gây ra chuyện này nhỉ? Ở đằng kia. Đi nào. Cháu
Trời ơi, sao chúng ta không thể nhìn thấy nghi phạm nhỉ? Lại là pháo hoa nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, chúng tôi đang chuẩn bị chụp ảnh ở đây thì có ai đó đã ném pháo về phía chúng tôi. Thật khủng khiếp. Chụp ảnh sao? Tôi có thể xem được không? Nhìn này, nghi phạm đây rồi. Nó biết bay, vì thế chúng ta không thể nhìn thấy nó được. Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh. Anh đang nhìn gì trên đó vậy? Tôi không nhìn gì cả. Tôi phải giữ cổ thế này bởi vì tôi đang bó bột ở cổ. Anh Hiếu, anh có nhìn thấy ai bay qua bay lại không? Để xem nào. Hai bạn chim sẻ, một bạn bồ câu và một bạn sóc bay. Sóc bay ư? Nghi phạm của chúng ta có thể chính là sóc bay. Sóc bay đi hướng nào vậy? Hướng đó. Wow, pháo hoa vui thật đấy. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Một quả thật to luôn này. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Có chuyện gì vậy nhỉ? Nhanh lên! Cháu không bao giờ được chơi đùa và ném pháo vào người khác. Cháu có thể làm mọi người, thậm chí bản thân mình bị thương đấy. Cháu xin lỗi, cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, pháo hoa rất nguy hiểm. Các cháu không được phép đốt pháo nếu như không có ai giám sát. Nếu ba mẹ các cháu đồng ý, chỉ được phép chơi khi ở bên cạnh và chơi thật cẩn thận. Hãy ghi nhớ điều này nhé.